Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Các bạn có để ý là dạo gần đây nó đang có một cái xu hướng là đi kèm với một chiếc flagship thì các hãng thường tung ra một cái phiên bản giá rẻ để phục vụ cho những đối tượng người dùng muốn trải nghiệm những cái tính năng nè, những thiết kế của dòng cao cấp với một cái mức tiền thấp hơn. Và trong lần quay trở lại với chiếc Oppo Reno 2 lần này thì Oppo cũng có ra mắt thêm một cái sản phẩm nữa, đó chính là Oppo Reno 2F, là một cái sản phẩm phiên bản giá thấp hơn so với phiên bản tiêu chuẩn nè. Cụ thể thì giá bán của nó sẽ là 8.990.000 đồng và hiện tại đang có chương trình đặt hàng tại FPT Shop. Mình sẽ liên đặt hàng ở bên dưới, nếu bạn nào quan tâm thì có thể bấm vào và tìm hiểu thêm nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm thực tế của mình sau khi mà có một thời gian sử dụng chiếc Oppo Reno 2F này. Liệu là nó có ok hay không? Liệu là chúng ta có nên mua nó hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong video ngay sau đây nhé. Là một cái phiên bản có thể tạm gọi là rút gọn của chiếc Reno 2 thì tất nhiên chiếc Reno 2F này sẽ có những cái hạn chế so với phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên nếu mà so trong cái phân khúc giá này so với những chiếc smartphone đến từ những hãng khác trong cùng tầm giá thì thật sự mà nói Reno 2F có rất là nhiều những cái điểm nổi bật. Đầu tiên chúng ta phải nói đến là một cái thiết kế của nó, thiết kế quá đẹp so với những cái thiết kế mà chúng ta thấy nhàn giống nhau ở thời điểm hiện tại. Reno 2F vẫn được giữ nguyên những cái ngôn ngữ thiết kế của dòng Reno 2, như là một cái mặt lưng màu xanh rêu đẹp mắt nè. Chúng ta cũng sẽ có những cái hiệu ứng sắc độ khi mà nghiêng lắc ở những cái môi trường ánh sáng khác nhau. Bên cạnh đó là bố cục đối xứng đặc trưng của dòng Reno 2F luôn. Nói chung là nếu mà xét về cái mặt lưng thì nó rất là đẹp, rất là độc. Và khi mà các bạn cầm ra ngoài sử dụng á, nó sẽ không bị lẫn lộn với những chiếc smartphone khác trên thị trường hiện nay. Tính đến thời điểm hiện tại thì những chiếc smartphone với một cái thiết kế camera pop-up đã không còn quá là xa lạ rồi. Đã có rất là nhiều chiếc smartphone sử dụng cái camera này. Và đổi lại với một cái camera pop-up là chúng ta sẽ có một cái màn hình tràn viền tuyệt đối, không bị vướng bất kỳ một cái nốt gì cả luôn. Và thực sự là cái màn hình trên chiếc Reno 2F đã mang đến cho mình một cái trải nghiệm rất là tốt trong những cái tác vụ như là chơi game nè, hoặc là xem video. Nó tràn ra cho chúng ta một cái góc nhìn rộng đã hơn rất là nhiều so với những chiếc smartphone mà có nốt hoặc là có tai thỏ mà chúng ta thường hay sử dụng gần đây. Hơn nữa là chiếc Reno 2F sẽ được trang bị một cái màn hình rất là lớn 6.5 inch Full HD Plus, và màn hình này còn là màn hình OLED nữa, cho nên là 10 điểm về chất lượng hiển thị trên chiếc Reno 2F này luôn. Trước đây khi mà thiết kế camera pop-up vừa mới xuất hiện thì các bạn sẽ thường rất là lo ngại về việc là nó sẽ bị bám bụi vào trong nè, hoặc là nó sẽ không có bền nè, hoặc là nó sẽ bị gãy khi mà chúng ta làm rơi xuống đất chẳng hạn. Nhưng mà không, tại vì trước khi mà được đưa ra thương mại thì nó đã phải trải qua rất là nhiều những cái bài test về độ bền rồi. Và với chiếc Reno 2F này thì nó sẽ có một cái tính năng cảm nhận được những cái tác động rơi khi mà các bạn làm rơi máy. Khi mà các bạn đang mở camera pop-up mà làm rơi thì nó sẽ tự động nhận biết và đóng cái camera này lại để bảo vệ, tránh cái trường hợp mà bị rơi gãy cái camera. Thực sự thì cái trường hợp đó mình nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra luôn. Hơn nữa là cái camera pop-up này nó cho một cái tốc độ trồi lên rất là nhanh. Vì thế khi mà các bạn thực hiện những cái tác vụ như là chuyển camera nè, hoặc là thực hiện nhận diện bằng khuôn mặt để mở khóa thì nó không khác gì nhiều so với những chiếc smartphone có camera gắn trên màn hình đâu. Có thể là đối với những các bạn nam, khi mà các bạn sử dụng, các bạn không thường mở camera selfie nè, và nếu các bạn không sử dụng thêm cả cái mở khóa bằng khuôn mặt nữa thì có thể nói là các bạn sẽ không bao giờ mở cái camera pop-up này lên luôn. Cho nên là để đánh đổi nó, chúng ta sẽ có một cái màn hình đẹp hơn để cho các bạn chơi game đã hơn nè. Một cái điểm mà mình hơi tiếc trên chiếc Reno 2F này đó chính là cái camera pop-up của nó không có mang thiết kế vay cả mặt trứ danh của dòng Reno nữa, mà nó sẽ là một cái camera pop-up nhỏ lên thôi. Nó giống như là chiếc Oppo F11 Pro vậy đó. Thì nó hơi kiểu mất chất Reno một chút xíu. Tuy nhiên đổi lại thì Oppo đã trang bị cho chúng ta những cái hiệu ứng đèn nè để làm đẹp hơn, và các bạn sẽ có thể đổi giữa 12 màu sắc khác nhau tùy chọn vào sở thích của mình nha. Mặc dù là có một cái mức giá chênh lệch rất là nhiều so với chiếc Oppo Reno 2, tuy nhiên là Reno 2F vẫn được trang bị cụm 4 camera ở phía sau, với thông số thì sẽ được điều chỉnh một chút xíu thôi. Chúng ta sẽ vẫn có camera chính độ phân giải là 48 megapixel, camera ultra wide 8 megapixel,
camera 20 megapixel để đo độ sâu trường ảnh và camera 20 megapixel để chụp ảnh trắng đen. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có camera selfie là 16 megapixel. Thực sự mà nói thì mình cảm giác là cái giao diện chụp ảnh camera của chiếc Oppo Reno 2F này nó hơi khó sử dụng một chút xíu, bởi vì ở trong giao diện thì các bạn sẽ có thể chuyển qua chuyển lại giữa ba chế độ chụp ảnh thôi. Còn nếu mà muốn chụp những cái chế độ khác thì chúng ta phải bấm vào cái phần mở rộng. Và bên cạnh đó thì trong phần chụp ảnh á, khi mà các bạn zoom á, thì nó chỉ có tác vụ zoom thôi, chứ chúng ta sẽ không thể nào chuyển đổi camera góc rộng nhanh được, mà chúng ta phải chậm ở phía trên, thì cái này nó rất là lằng nhằng. Nói chung là khi mà mình mới sử dụng á, thì sẽ phải mò một chút xíu thì mới biết được là nó ở đâu. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn chụp ảnh chế độ mặc định nó sẽ chụp những bức ảnh 12 megapixel thôi, và nếu các bạn muốn chuyển qua 48 megapixel chúng ta phải vào phần cài đặt và chỉnh lại. Cái này thì nó cũng giấu hơi sâu một chút xíu, thay vì là nó để ngay trên màn hình luôn để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Nói chung là về giao diện thì mình không thích lắm. Còn về chất lượng ảnh chụp cho ra thì nó cũng khá là ok. Những cái bức ảnh mà các bạn chụp từ chiếc Oppo Reno này thì nó sẽ xử lý luôn cho các bạn khi mà các bạn chụp xong. Có nghĩa là ảnh cho ra thì màu đã đủ sáng nè, da đã đủ mịn rồi để các bạn có thể sử dụng ngay. Các bạn có thể xem qua một số hình ảnh mà mình chụp bằng chiếc Oppo Reno 2F. Ở chế độ chụp ảnh chân dung xóa phông thì nó cho một cái chất lượng cũng khá là tốt, không có bị quá là nhiều lỗi. Màu sáng nè, da mịn như mình nói lúc nãy là chúng ta có thể sử dụng ngay. Còn với những cái bức ảnh chụp bình thường thì màu sắc nó cũng cho lên rất là sặc sỡ. Các bạn cũng có thể sử dụng những cái thao tác retouch sau này rất là dễ dàng. Về cái tác vụ zoom tele trên chiếc Oppo Reno 2F thì mình cảm thấy không thích một chút xíu, tại vì mình cảm giác khi mình zoom lên á thì cái bức ảnh nó không còn chất lượng nữa, màu nó bị bệt cũng như là hình ảnh nó bị vỡ khá là nhiều. Oppo từ trước đến nay thì rất là nổi tiếng với những bức ảnh selfie đẹp và ảo diệu, vì thế thì mình cũng khá là thích cái kiểu ảnh selfie trên chiếc Oppo Reno 2F này, khi mà nó cho ra bức ảnh da sáng này đẹp. Nhưng mình nghĩ là không biết là các bạn nam có thích những cái kiểu như thế này không ta, các bạn có thể comment chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới nha. Chụp ảnh selfie xóa phông trên chiếc Oppo Reno cũng khá là ok, không có bị giả. Về cấu hình thì chiếc Oppo Reno 2F sẽ được trang bị con chip bao gồm là Helio B70, kèm theo đó các bạn sẽ có 8GB RAM và 128GB ROM. Với những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của mình á, có nghĩa là xem YouTube nè, lướt web nè và chơi những cái tựa game offline nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như mình có chơi My Talking Tom 2 á, thì nó vẫn phục vụ rất là tốt, vẫn rất là mượt mà, không có bị một cái vấn đề gì cả, tại vì chúng ta có một cái dung lượng RAM rất là lớn phục vụ cho các bạn có những cái tác vụ đa nhiệm được tốt hơn. Và những cái bạn nào mà chúng ta muốn chơi những cái tựa game nặng hơn, những cái tựa game online mà các bạn thường chơi gần đây như là PUBG nè, thì mình nghĩ là nó với con chip này nó vẫn phục vụ rất là tốt thôi, không có vấn đề gì cả. Đặc biệt là khi mà các bạn chơi game trên màn hình của chiếc Oppo Reno 2F này thì các bạn sẽ thấy một cái trải nghiệm rất là khác, rất là đẹp. Hình như mình bị nói hơi nhanh đó mấy bạn. Chiếc Oppo Reno 2F thì sẽ được trang bị viên pin lớn 4000mAh và có hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0 nữa. Và thực sự mà nói thì đến thời điểm hiện tại mà một chiếc smartphone không được hỗ trợ sạc nhanh thì mình thấy nó rất là thiếu thốn luôn. Với chiếc Oppo Reno 2 này thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng nè, khi mà hết pin thì có thể sạc lại rất là nhanh. Tổng kết lại về chiếc Oppo Reno 2F này thì chúng ta có thể thấy là với một cái mức giá chênh lệch khá là nhiều so với Reno 2, tuy nhiên là chúng ta vẫn có một cái thiết kế rất là đẹp, đặc trưng của dòng Reno. Một cái màn hình full tràn viền cho một cái chất lượng hiển thị tốt phục vụ cho những cái nhu cầu giải trí của các bạn. Về chụp ảnh thì theo mình là nó cũng không có gì nổi bật, tuy nhiên những bức ảnh mà nó chụp ra cũng khá là ok để chúng ta có thể nhanh chóng sử dụng, up lên mạng mà không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Cấu hình tốt, pin trâu, sạc nhanh, đó là tất cả những gì mà chiếc Oppo Reno 2F mang lại cho chúng ta với cái mức giá là 8.990.000 đồng, và hiện đang có chương trình đặt hàng tại hệ thống cửa hàng của Etishop. Khi mà các bạn đặt hàng thì sẽ được tặng một chiếc tai nghe Bluetooth với một cái thiết kế rất là độc đáo, kèm theo đó là rất là nhiều chương trình ưu đãi khác đang có mặt tại Etishop nữa. Và đó là những cái trải nghiệm của mình. Tất nhiên là bây giờ máy chưa có bán, chứ là các bạn chưa có sử dụng, cho nên là chưa có những cái cảm nhận riêng của mình. Tuy nhiên là không biết là sau khi mà xem video này thì các bạn cảm thấy thích hoặc là không thích điểm gì ở chiếc Oppo Reno 2F thì có thể comment bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.